Ngày 31 tháng 7, lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang khẩn trương điều tra vụ hỗn chiến trong quán bia có sử dụng súng và hung khí xảy ra trên địa bàn huyện Long Hồ vào tối ngày 30 tháng 7, khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7, hai nam thanh niên được xác định là H và D cùng ngụ huyện Long Hồ đến xã Phú Đức, huyện Long Hồ để chơi bia. Đến lúc tính tiền thì giữa H và D xảy ra mâu thuẫn cự cãi với ông Quy, 40 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ngồi nhậu kế bên. Thế nhưng đã được mọi người can ngăn. Sau đó xuất hiện một người chưa xác định danh tính, chạy xe máy xông vào quán, dùng súng dí vào đầu và dùng bắn súng đánh vào Dê. Trước sự uy hiếp, Dê và người bạn đã dùng cơ bia đánh lại khiến nhóm người này bỏ chạy. Tiếp sau đó xuất hiện nhóm hơn 10 người, mang theo hung khí xông vào quán bia tấn công ông Quy, dẫn đến tử vong. Lực lượng công an sau đó đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, đồng thời thu giữ 2 khẩu súng và 11 viên đạn.